Từ đầu năm 2020 đến nay, hàng loạt cán bộ không chuyên trách thuộc các khối, đoàn thể và nhân viên y tế ở các bản của tỉnh Sơn La đồng loạt xin nghỉ việc. Nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ không chuyên trách ở Sơn La xin nghỉ việc chính là do chế độ bồi dưỡng theo nghị quyết 120 quá thấp. Bởi trước đó, từ năm 2017 đến hết năm 2019, chế độ, chính sách của ba chức danh nhân viên y tế, công an viên và bản đội trưởng được thực hiện theo nghị quyết số 25/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Ba chức danh này được hưởng từ 0,3% đến 0,6% mức lương cơ sở trên tháng, khoảng 600 đến 800 nghìn đồng. Tuy nhiên, theo nghị quyết 120 được ban hành cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, chức danh nhân viên y tế, bản và các cán bộ không chuyên trách ở bản không còn được hưởng phụ cấp hàng tháng như cũ mà sẽ nhận phụ cấp với mức trả không quá 30.000 đồng trên người trên buổi. Theo cái nghị quyết 120 này, khi mình đi làm nhiệm vụ thì được hưởng. Nếu mình không đi làm là không được hưởng là cũng đúng thôi. Bởi vì là cái đồng phụ cấp thì theo nghị quyết 120 là nó theo cái khoán, theo cái nghị quyết 120 là cũng thấy giảm thật. Thế thì theo bản thân cùng phối kết hợp với anh chị em ở ban ngành đoàn thể thì chúng ta cứ cố mà làm, nhà nước hỗ trợ như thế là được rồi. Thế từ trước, từ những năm trước kia là chưa có cái phụ cấp thì được bản hỗ trợ mỗi năm 24 cân thóc thì chúng ta còn làm được. Bây giờ nhà nước có cái chương trình hỗ trợ thế này thì chúng ta cũng nên phấn đấu, không vì những cái đồng tiền giảm đi là chúng ta nản chí. Thế thì cùng với ban quản lý hợp tác xã bản tuyên truyền vận động anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước số lượng cán bộ không chuyên trách xin nghỉ việc nhiều, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các địa phương để tìm hiểu nguyên nhân, tìm hướng giải quyết nhằm ổn định tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đặc biệt là đội ngũ y tế để trở lại hoạt động. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thấy được bất cập là do chế độ chính sách chưa tương xứng, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tỉnh ủy và đề xuất hướng giải quyết. Thì về quan điểm tham mưu với Hội đồng dân ban hành nghị quyết 120 thì là chúng tôi tham mưu là theo hướng là việc cái quy định số lượng cũng như là chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở bản là phải phù hợp với quy định tại nghị định số 34 của Chính phủ và phù hợp với cái điều kiện thực tiễn cũng như là cái khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương, và mặt khác cũng là khắc phục những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết số 25 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thế thì việc triển khai thực hiện nghị quyết số 120 đối với người hoạt động không chuyên trách ở bản thì cái này mục đích là góp phần, thứ nhất là tinh gọn bộ máy các tổ chức ở bản và nhằm nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng của người hoạt động không chuyên trách. Để kịp thời giải quyết những bất cập trước nghị quyết 120 ngày 3 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 691 QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố số tiền 40 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách cho các chức danh công an viên, bản đội trưởng, nhân viên y tế bản. Trong thời gian chưa kịp kiện toàn, sắp xếp theo nghị quyết 120, mức phụ cấp đối với từng chức danh áp dụng theo mức phụ cấp cũ tại nghị quyết 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng đã ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn để các địa phương thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết 120. Đó là việc kiêm nhiệm các chức danh tại thôn, bản để hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng rà soát từ cơ sở xem còn nhiều điều bất hợp lý để kiến nghị sửa đổi. Trước là anh em thì hưởng cái chế độ là cũ ấy, là anh em được 695 một tháng thì anh em cũng rất phấn khởi để vẫn hoạt động bình thường. Thế vừa rồi thì theo hướng dẫn mới là theo nghị quyết 120 trên tỉnh ấy thì anh em vẫn đi làm bình thường với trách nhiệm, chứ nhưng mà cái năng suất anh em đi làm ấy thì hơi chậm, mà cái tiến độ về công việc thì nó không kịp thời. Vừa rồi thì Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có nghị quyết 691 thì sau khi nghe được cái
cái công văn của tỉnh thì tôi cũng động viên anh em cố gắng. Thì chủ yếu là mình phục vụ đồng bào là chính, chứ còn cái phục khớp thì nó rất là ít. Thế nhưng mà cái này là với trách nhiệm của mỗi y tế bản, là mình có trách nhiệm với bản mình để làm sao mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ được. Có thể thấy, động thái của tỉnh Sơn La khi bổ sung nguồn ngân sách chi trả chế độ cho các chức danh đã không còn được hưởng phụ cấp theo nghị quyết mới là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời. Điều này giúp hệ thống chính trị ở cơ sở vững vàng trong giai đoạn cả nước đang căng mình đẩy lùi dịch COVID-19. Thì chúng tôi đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành cái công văn số 449 để hướng dẫn các huyện cũng như thành phố giải quyết những cái khó khăn vướng mắc bất cập. Cụ thể là chúng tôi đề nghị các huyện tăng cường cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập các cái tổ công tác trực tiếp hướng dẫn các xã trong việc xây dựng cũng như là thực hiện phương án kiện toàn, bố trí sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cũng ở xã cũng như là ở bản, và chỉ đạo xây dựng cái phương án bố trí sắp xếp phân công những người hoạt động không chuyên trách ở bản tổ dân phố theo cái hướng là tinh gọn, khuyến khích kiêm nhiệm để làm sao nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là cơ bản. Tỉnh Sơn La cũng đề nghị chính phủ cho ý kiến cụ thể về việc có tiếp tục thực hiện hay không Nghị định 73/2009 về chế độ đối với công an viên, Nghị định 75/2009 về chế độ đối với nhân viên y tế bản, Nghị định 03/2016 thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ, bởi cho tới thời điểm này thì Nghị định 34/2019 của chính phủ không bãi bỏ các văn bản trên. Trên thực tế, từ cuối năm 2019, tỉnh Sơn La đã gửi công văn xin ý kiến của 6 bộ: Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính và Y tế về các vấn đề nêu trên, nhưng chưa nhận được phản hồi.